serum mặt thì mình sẽ dùng toner ngay lập tức. Tại sao phải dùng toner ngay lập tức? Bởi vì á, khi dùng serum mặt thì da mình đã bị mất đi cân bằng loại da rồi, thì nó sẽ hơi bị khô. Cho dù serum mặt nó tốt như thế nào, nó vẫn sẽ làm khô da. Đó là vì sao toner ra đời. Toner ra đời ngoài cái bước làm sạch cuối cùng là nó sẽ lấy đi những lớp bụi bẩn còn sót lại trên da, thì nó còn có một chức năng đó là cấp ẩm. Toner trên thị trường hiện tại rất là chia nhiều dòng, nhưng chỉ có hai dòng chính đó là cấp ẩm và làm sạch. Tú đã từng dùng toner làm sạch của The Body Shop rồi, thích em đó, yêu em đó đó. Nhưng mà hiện tại đang dùng em này. Em này là thành phần chính là hyaluronic acid, là một chất giữ ẩm nổi tiếng mà có mặt hầu hết ở các thành phần, hay còn gọi là tắt là HA. Thì khi mà tôi dùng em này, sau khi rửa mặt xong thì cảm thấy da của mình nó không bị căng là cái thứ nhất. Thứ hai là rờ vào da nó có độ mịn và có độ đàn hồi nhẹ trên da, rất là thích. Một thứ hai đó là giá nó rất là rẻ, mà dung tích tới 500ml. Bạn có thể sử dụng làm toner, bạn có thể đổ ra chai xịt riêng để cảm thấy mát mát, xịt giữa giờ làm việc cũng được. Hoặc là bạn có thể dùng làm lotion mask. Cái này rất là đa năng với một chai 500ml như thế này. Chai này thì hiện tại không có bán ở Việt Nam, các bạn phải order từ bên Nhật về. Nhưng mà tôi cảm thấy từ cái chai này tới bây giờ tôi vẫn chưa có gì phàn nàn về nó. Thú thật là vậy, vẫn không có xảy ra cái trường hợp như một số bạn nói với Tú đó là bị dư ẩm, nó sẽ lên những cái mụn đầu trắng li ti. Hiện tại tôi vẫn chưa. Nhưng mà ngược lại, da Tú ngày trước là da dầu, mà từ khi xài em này và kết hợp với chu trình dưỡng da hiện tại tôi sắp nói đến đây, thì da Tú đã bớt dầu đi rồi và nó chỉ còn có vùng mũi mà thôi. Nên các bạn hãy chú trọng mình dùng một toner sau bước làm sạch nhé.